có những lúc khi các bạn và các anh chị sử dụng máy in phun có nhiều trường hợp mình tưởng nó không gây ra, nhưng mà nó sẽ cũng phải xảy ra nếu mà các anh chị đã sử dụng có một thời gian lâu ha. Đó là vấn đề về mực. Khi mà các anh chị gặp vấn đề về mực mà in nó không bám lên giấy và những cái loại giấy ví dụ như giấy đề can thế vàng và giấy in ảnh nó không có bám vào, thì chúng ta nên nghĩ ngay đó là lỗi do mực chứ không phải là lỗi do máy in phun ha. Tại vì cái nào nó cũng vậy, thì trong một cái ví dụ như trong quá trình sản xuất tất cả các lô hàng thì nó sẽ có những cái lô hàng nó sẽ gặp vấn đề sai sót kỹ thuật cho quá trình pha chế bị sai sót. Nên do đó là khi các anh chị làm về máy in phun thì các anh chị nên chọn những cái dòng mực nào mà ở công ty mà mình đang hay thường mua nó sử dụng ổn định thì chúng ta nên sử dụng, chúng ta đừng cũng nên đừng có đổi mực. Tại vì nếu mà các anh chị thông thường thì các anh chị suy nghĩ sẽ in mực nước thì nó sẽ đỡ hư độ phun hơn ha. Nhưng mà theo mình nghĩ thì nó không phải, cái đầu phun nó có bị hư có bị nghẹt hay không là do trong quá trình chúng ta sử dụng và chúng ta bảo quản ha. Chứ không phải là khi mà các anh chị, nếu mà các anh chị sử dụng mực nước mà các anh chị in nhiều mà các anh chị không ngâm rửa đầu phun định kỳ cho nó thì chắc chắn nó không phải sẽ nghẹt. Không có mực nào mà nó sẽ không gây nghẹt đầu phun cả. Cái mỗi loại mực nó có những cái đặc tính riêng và nó sẽ phù hợp với công việc của mình riêng. Ví dụ như mực nước thì các anh chị chỉ sử dụng những cái in trên loại giấy thường, giấy in ảnh ha. Chứ còn các anh chị không in được trên giấy cốt xê và những cái loại giấy in thẻ nhựa PVC. Còn đối với những cái mực cao cấp hơn, ví dụ như mực Bitmain UV hoặc là Bitmain cao hơn, những cái loại cao hơn thì nó sẽ đáp ứng được cho tất cả các anh chị in trên giấy đề can, được trên lấy giấy đề can đế vàng nè, trên cái thẻ nhựa PVC để chúng ta phục vụ công việc chúng ta, và in trên giấy cốt xê thì nó sẽ tạo cho chúng ta có nhiều lựa chọn dịch vụ chúng ta làm hơn và lựa chọn nhiều giấy và in hơn. Do đó thì các anh chị nên suy nghĩ và cân nhắc chúng ta nên sử dụng mực nào. Thật ra mực nào nó cũng gây tới nghề đầu phun, quan trọng là cái cách mà chúng ta bảo dưỡng định kỳ hàng tháng cho nó, hoặc là hàng tuần, hoặc là khi mà chúng ta cảm thấy nhiều thì chúng ta nên ngâm rửa cho nó để nó đánh bớt cái cặn đóng của mực còn sót lại cho đầu phun. Còn cái vấn đề mà khi mà các anh chị mua mực về mà các anh chị in mà nó không có bám trên giấy, kể cả những cái loại giấy thường mà các anh chị thường hay in mà nó cũng không bám luôn, thì chúng ta sẽ kỹ ngay tới là mực. Thì để xử lý cái tình trạng này thì các anh chị nên coi thử cái màu nào nó bị, ví dụ như có thể là có nó bị nguyên một cái bộ đó, một bộ mực 6 màu, hoặc là có thể là trong vài màu nó bị, hoặc là trong một màu nó bị, thì các anh chị nên kiểm tra coi thử mực nào, loại nào thì tốt nhất. Nếu mà nó không bám trên cái loại giấy bình thường in thì các anh chị nên sử dụng cái giấy in ảnh chúng ta in thử, coi thử cái độ bám nó tốt không. Tại vì trên giấy in ảnh các anh chị sẽ biết là nó sẽ có một cái lớp thuốc, một lớp thuốc để nó tạo, khi mà in mực lên thì nó sẽ tạo cho mực thêm, nó tăng thêm cái độ bóng thì mới gọi là giấy in ảnh nha. Thì các chị in thử. Còn đối với những cái mực nào mà khi in trên giấy in ảnh mà nó bị lỗi á, thì khi các chị sờ lấy cái tay vuốt qua thì cái mực đó nó sẽ đi luôn, hoặc là nó bám lại khoảng 50% thôi thì nó mực là bị lỗi. Khi mà mới về mà bị các anh chị phát hiện á, thì các anh chị nên đóng lại cái bình mực đó và đem tới cái nơi mua, chúng ta sẽ trả lại để người ta đổi lại cho mình. Tại đợt trước mình cũng bị một màu đen mà hồi đó mình mua bên Xích Bảo Tính, thì cái đợt đó nó bị lỗi cái lô hàng đó, nên khi mà mình mua về mình phát hiện rồi mình mới điện qua trực tiếp công ty, thì công ty nói mình đóng lại cái hộp đó và gửi lại cho họ để họ kiểm tra và họ gửi lại cho mình cái lọ khác để mình đi vào. Thì khi mình in trên giấy in ảnh thì khi mình in màu đen ra, các bạn biết là nó không có khô, cái mực nó không có khô, mà khi mà các anh chị để 15 phút xong các anh chị lấy cái tay các anh vuốt thì nó giống như một cái màng ở phía trên nè, vuốt nó giống như cái màng, nó đi cái lớp màng đó, còn cái mực nó bám rất là ít rồi lắm, thì đó là mực là lỗi. Khi mà các anh chị mua mực, lấy mực về đổi mực khác về, thì các anh chị nên bỏ hết cái bình nào mà bị lỗi thì chúng ta bỏ, hoặc là nếu mà chúng ta đổi hết luôn 6 bình thì các anh chị nên bỏ hết 6 bình ra, để cái dây không như thế này nè, để cái dây không thôi,
rồi các anh chị lia giống như mà chúng ta lia cho thông đầu phun vậy đấy, rồi sau đó các anh chị lia cho nó sạch mực hết, kể cả trong dây, khi hết dây rồi trong đầu phun, nói chung là lia cho khi nào mà không còn một chút cái mực chặn, cái mực cũ nó còn trong cái đầu phun nữa, rồi sau đó các anh chị lắp cái bộ mực mới vào, sau đó các anh chị sử dụng cái siram đó, các anh chị hút mực cho nó đầy hết tất cả các dây này, và sau đó chúng ta hút vào trong jumper luôn, rồi sau đó chúng ta để vào đầu phun và chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta lia khi nào đủ mực và chúng ta xài. Thì khi mà các anh chị đổi mực mới cũng vậy, ví dụ như các anh chị sử dụng từ mực nước sang mực men thì cũng bằng hình thức đó, thì các anh chị có thể là các anh chị đổi qua được xài bình thường. Thì đối với mực máy in phun, đối với những dòng máy in phun mà mình thấy nếu mà các anh chị lựa chọn thì mình nghĩ là nên lựa chọn ở công ty Sức Bảo Tính thì nó hay hơn. Tại vì lúc đầu mình cũng không phải là mua máy ở công ty Sức Bảo Tính mà mua ở một cái chỗ khác. Tuy nhiên về các bạn biết là cái kỹ thuật mà làm yếu tay nghề, nó sẽ xử lý một chip không tốt và nó về nó cứ đứt mực. Tại vì hồi đó sử dụng mực chip mà chip mực thì nó sẽ bị đứt mực tùm lum tà la hết. Nên là khi đó mình lên mạng mình biết được là Sức Bảo Tính thì mình mới đưa gửi vào, và cũng qua một số thông tin đánh giá của tất cả các người khách hàng, người ta đánh giá tốt thì mình mới gửi vào, họ làm con chip rất là ok và xài thoải mái. Nên từ đó mình bắt đầu mình sử dụng qua cái dòng máy hay mua máy của mình Sức Bảo Tính và mực luôn, và mình thấy cái độ mực của Sức Bảo Tính xài rất là tốt, nên các anh chị nên, nếu mà có điều kiện hoặc là các anh chị mới mà chưa biết nơi nào thì các anh chị nên ưu tiên trước Sức Bảo Tính là lựa chọn đầu tiên ha, mình muốn giới thiệu để cho các anh chị khỏi mất công, các anh chị phải tìm nơi chỗ nào uy tín để các anh chị làm. Còn khi mà cái máy mà cái đầu phun nó bị nghẹt nặng á, thì các anh chị nên gửi vào trong cái công ty. Tại có một bạn nói là khi mà gửi máy vào ở trong công ty mà thông đầu phun thì rất là mất tiền, nhưng mà cái này là không phải. Tại vì mình cũng đã nhiều lần khi mà đầu phun nghẹt nặng quá mình phải gửi vào công ty Sức Bảo Tính họ làm. Thì khi vào đó được một cái như thế này, khi các bạn gửi máy vào thì họ sẽ kiểm tra lại cái tình trạng nghẹt mực của đầu phun của tất cả các máy của các anh chị. Sau đó họ sẽ kiểm tra lại, thứ nhất là dây dẫn mực, thứ hai là mấy cái jumper có thứ bị cận hay không, bị lắng cặn hay không, hoặc là những cái dây dẫn có bị sơ cứng hay không. Nếu bị sơ cứng thì họ sẽ điện lại trực tiếp cho mình và họ sẽ nói cái vấn đề về máy của mình và những cái nào mà cần thay. Nếu mình không muốn thay thì họ sẽ không có thay cho mình, nên do đó là mình thấy chỗ này làm ăn rất là ok. Và hồi xưa giờ các anh chị nào có muốn mua mấy những dòng máy in phun thế này thì nên lựa chọn ở đây, thì mình thấy nó sẽ hợp lý hơn tất cả các anh chị ha. Và khi mà trong quá trình bảo hành máy, bảo dưỡng máy thì họ làm cũng tốt, nói chung kỹ thuật ở đây làm cũng rất là tốt. Mình sẽ gửi hàng vào trong trình xe và mình báo cho họ thì họ sẽ ra, họ lấy về, họ làm xong họ gửi về cho mình cũng rất là nhanh thôi. Mình thấy làm cũng rất là nhanh và ok. Và điều đặc biệt mình khoái chỗ này nữa là khi mà họ vào, đem máy vào thì họ sẽ kiểm tra sàng lọc những cái phần nào mà máy mình có thể bị lỗi hoặc là gì đó, họ sẽ báo cho mình và mình họ sẽ tư vấn cho mình thay, và họ sẽ báo giá trước cho mình là thay bao nhiêu tiền rồi mình có đồng ý thay hay không. Đó là một số cái vấn đề về mực cũng như là địa chỉ mua mực và những cái cách mà để chúng ta đổi mực từ mực này sang mực kia, làm thế nào để chúng ta đổi. Thì hy vọng nó cũng sẽ có một số chút ít cái kinh nghiệm muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn và các anh chị. Rồi xin chúc tất cả các anh chị và các bạn ngày thật nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng đắt khách. Hẹn gặp lại ở video sau nhé.